Bạn muốn nói gì với mẹ của mình? Đầu tiên thì em xin cảm ơn các thầy đã cho con về dùng sự kiện này để cho em được bày tỏ cảm xúc của mình với bố mẹ của em. Lúc đầu mẹ còn rất nhỏ. Cảm ơn bố, cảm ơn mẹ, hãy thương con, chăm sóc con, và dạy con, để con
ngồi đây tại đây ngày nay. Nếu như là không được, con chỉ muốn là được hai nhà của bố mẹ nhớ thôi. Cả hội trường hồ lên tiếng là đẹp quá đi nhá.